Khoan nghe, bây giờ khoảng thời gian là 9 đến 10 giờ là khoảng thời gian mà đẹp nhất, thích hợp nhất để dành cho con chó tắm nắng các bạn. Đây là nắng này, đó. Và cái khoảng thời gian tắm của chó nó rơi vào tầm khoảng 10 phút đến 10-15 phút các bạn nhé. Đó. Đây là Kiki. Rottweiler Kiki là một dòng chó Rottweiler cái. Còn đây là một chú Malinois cái này. Đó. Đang cho tắm nắng các bạn. Cho nó chơi nắng cho nó quen đi. Tắm nắng nó có một cái tác dụng rất là tốt. Thứ nhất là tắm nắng nó có một cái sự khả năng trao đổi chất và hấp thụ canxi rất tốt cho một con chó các bác nhé. Đó. Ngoài ra thì ánh sáng mặt trời nó có rất nhiều cái tia hồng ngoại và nó có rất nhiều cái tia UV. Nó có hai mặt. Một mặt xấu là nó có một số tia nó sẽ ảnh hưởng đến con chó, nhưng mà nó sẽ chăn nó sẽ không đáng kể. Cái thời gian là từ 9 đến 10 giờ là cái thời gian phù hợp nhất cho con chó. Bác nào mà có thời gian tắm buổi sáng là tầm tắm nắng buổi sáng tầm 8 đến 9 giờ cũng được. Đó. Để cho con chó nó có sự phát triển phục hồi rất là tốt. Đây do hai chú Kiki thì không sao. Nhưng mà Jenny thì như ở những cái video trước các bác thấy là Jenny bị yếu chân. Đó. Nhưng mà bác nhìn sau một thời gian em điều trị đây, em đưa về em chăm sóc em điều trị thì đôi chân của Jenny đã linh hoạt hoạt động trở lại bình thường rồi các bác nhé. Đó. Chỉ vài bữa nữa thôi là chân của Jenny đã hoàn toàn bình phục. Do trước chủ cũ nuôi nhốt thì cái người nuôi sinh sản ấy thì là một người chăm sóc chó rất là tốt luôn, nhưng mà lại nuôi ở trong môi trường nó thiếu ánh nắng, nó không được đảm bảo ánh sáng, đâm ra là Jenny bị yếu chân. Nhưng Jenny đi về với em thì em điều trị cho Jenny, các bác nhìn thấy chân đã linh hoạt linh động hẳn lên rồi. Đó, các bác nhìn chưa? Đấy, các bác nhìn chưa? Jenny. Đấy, các bác nhìn chưa? Đôi chân của Jenny hoạt động rất ok rồi nhé. Này, còn đây là Kiki. Đó. Đó, đang cho Kiki tắm nắng đây. Kiki.
cái khả năng ngoạm và cắn xé của nó rất tốt luôn các bác nhé. Dừng đi. Dừng đi. Im. Dừng đi. Xưởng rất rộng này các bác nhé. Đó. Nhưng mà không có thời gian đi.